Lần đầu tiên được gặp thầy, công đức nói chung là bây giờ mình rất là hạnh phúc khi mà đã được gặp thầy này, được tham dự một cái lễ hội ngày hôm nay rất là đông. Và các bạn biết là lễ hội ngày hôm nay theo mình biết là rất là đông các bạn ạ. Và đoạn đường này kéo dài cả chục cây số và đông đông người vẫn chưa là hết. Phải gọi là chưa hết nóng, mọi người vẫn đang còn một chút xíu kia kìa. Mình đi hồi nãy giờ mà chưa thấy cái đoạn đường kết thúc. Vui lắm, phấn khởi, hôm nay được về Phật tử, vui sướng lắm. Thế là khỏe quá, chân tay đau đớn không khỏe hết. Đã đến đâu chân đâu, anh cũng từng đồng nào. Phật tử khắp địa cầu, từng bừng vui kỷ niệm ngày đứng Phật đàn xin. Trời đi, cùng nhau rước xe hoa, cùng nhau vui hát múa ca, kính mừng ngày Đức Phật đản sinh. Phật tử rước xe hoa, Phật tử hát múa ca, kính mừng ngày Đức Phật đản sinh. Phật tử khắp năm châu, cùng nhau rước xe hoa, Phật tử khắp năm châu, cùng nhau rước xe hoa, cùng nhau vui.